trong tiết trời se lạnh của những cơn mưa nặng hạt. Thế nhưng đông đảo du khách quốc tế đã tập trung tại khu vực quán bar nằm trên đường Bạch Đằng, gần cầu Rồng để cùng nhau chào đón năm mới 2020. Anh Clean, một du khách đến từ Mỹ cho biết, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh đón năm mới xa nhà, tuy nhiên tiết trời se lạnh của thành phố Đà Nẵng cũng làm cho anh rất hài lòng để chào đón năm mới. Tại quê nhà của tôi là bang Ohio, Mỹ lúc này thì nhiệt độ là tầm khoảng 5-6 độ C. So với tiết trời tại Đà Nẵng thì mọi thứ ở đây tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân tôi chọn Đà Nẵng đón năm mới là bởi vì tôi muốn dành thời gian này cho bạn bè của tôi. Nhiều vị khách quốc tế đã chọn thành phố biển Đà Nẵng làm điểm đến và chào đón năm mới 2020 với nhiều hy vọng tốt đẹp. Việt Nam. Lý do tôi chọn Việt Nam để chào đón năm mới đó chính là khí hậu tại đây. Nếu so với ở bên Anh Quốc hiện tại thì thời tiết ở bên đất nước tôi hiện tại rất lạnh. Tuy nhiên ở Đà Nẵng có mưa một tí nhưng điều đó cũng không sao. Và điều quan trọng hơn đó chính là sự thân thiện và mến khách của đất nước này. Và tất nhiên rồi, tôi sẽ trở lại Việt Nam nếu tôi có dịp lần sau. Tôi yêu Việt Nam và tôi chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Dù thành phố không bắn pháo hoa và không có lễ hội đếm ngược cao đao, nhưng không khí đón năm mới tại đây cũng không kém phần rộn ràng và không gian âm nhạc sôi động tại khu vực Helio. Người dân và du khách tại Đà Nẵng cùng chào đón năm mới 2020 với nhiều niềm vui, hy vọng và sức sống mới. Mọi người cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với bạn bè, người thân và gia đình với mong ước cho một năm mới vui tươi,